các bạn nhé. Mình là Trại Chó Hoàng Gia. Hôm nay có mình trong quá trình mình bán và nuôi chó thì có rất là nhiều người hỏi mình đó là cách tiêm thuốc như thế nào. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ hướng dẫn một số bạn nào mà chưa biết cách tiêm thuốc như thế nào, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhé. Mong rằng cái bài này sẽ giúp ích cho một số anh em để anh em chích được thuốc bổ, thuốc trị bệnh cho con chó của mình. Rồi ok, nhìn anh em hướng dẫn nhé. Đây là thuốc bổ dành cho chó, thì chó mình sẽ tiêm vào hai loại, một là Katosa và hai là thuốc bổ là canxi. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tiêm hai thứ luôn, đó là tiêm vào da và tiêm vào bắp. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tiêm của mình, đó là cách tiêm vào da. Đầu tiên mình sẽ tiêm vào da cho anh em xem. Tiêm vào da thì mình sẽ phân khúc từ cổ cho tới mông là mình sẽ tiêm. Tiêm dưới da là dọc hai bên sườn sống lưng này, hai bên trái và bên phải. Đấy, mình tiêm có thể tiêm vào hai bên nào cũng được. Và cách tiêm dưới da như sau thì mình sẽ, tốt nhất là mình nên vạch lông con cún của mình ra. Đấy, mình vạch lông ra nhìn sẽ rất là rõ. Bước tiếp theo đó là mình tư thế cầm kim của mình là tư thế như thế này. Hai ngón tay của mình đặt lên hai cái gờ và ngón tay cái đặt vào cái thành đẩy kim. Đấy, mình sẽ tiêm cho anh em xem nhé. Đầu tiên mình sẽ kéo da lên. Thứ hai mình sẽ nghiêng đó là kim, đó là 45 độ. Mình đâm lút kim luôn rồi. Và các bạn nên mua cái kim này này, đây là kim số 7. Chích thuốc rất là dễ nhá. Đây, mình chích vào. Rồi, mình bơm vào thôi. Bơm vào nhẹ nhàng. Sau khi bơm nhẹ nhàng mình rút ra thì hết thuốc trong này, nhưng mà thuốc nó sẽ đọng ở dưới da. Sau khi anh em tiêm xong thì anh em phải massage cho con chó của mình. Xoa như thế này để giúp cho chó đó là không bị ép xe và tan thuốc nhanh, giúp cho chó ngấm thuốc được rất là tốt. Đấy, sau khi mình sẽ massage rồi thì mình sẽ tiêm vào mũi 2 là mũi vào bắp. Đây là tiêm dưới da nha các bạn, dưới da là hai bên sống lưng nhá. Rồi bây giờ tiêm bắp. Bắp phải ngắt đây. Loại này là canxi. Khi mà mình tiêm canxi á thì mình tiêm vào bắp. Tất cả các loại tiêm thuốc canxi mình nên tiêm vào bắp nha các bạn. Các bạn rút thuốc thì rất là đơn giản. Đầu tiên là mình phải xả cái thuốc cũ đi. Cái thứ hai nữa là mình rút thuốc. Khi mà mình rút thuốc thì mình căn theo tỷ lệ nhá. Tỷ lệ của con chó đó là bình quân là cứ 11 c thì mình căn cho con chó là 10 kg. Thì con chó là mình ngăn tầm khoảng 40 kg thì mình tiêm cho nó là 4 c. Sau khi tiêm 4 c thì mình kéo xuống. Mình búng hết cái bọt đi. Nguyên tắc của tiêm chó đó là không để được một tí bọt nào ở bong bóng nào ở trong cái tim tiêm của mình. Khi mà có bong bóng tạo trong kim tiêm thì nó sẽ giúp cho con chó đó là bị ép xe. Đấy, khi mà mình tiêm thuốc thì mình nguyên tắc của mình là phải để im thẳng đứng, chiều thẳng đứng và mình đẩy hết bọt. Đây là bọt đây. Mình đẩy hết bọt trong kim ra. Và trong tim là hoàn toàn trong suốt và không có một cái bong bóng nào. Cái tiếp theo là mình tiêm bắp thì mình nên tiêm ở dưới đây. Mang tai của chó đây thì mình kéo sang bên này. Đấy, cách khoảng cách của mang tai mình sờ vào đây là mình có một cái thấy một cái bắp thịt ở đây. Là mình tiêm ở bắp thì mình tiêm thẳng luôn. Không có tiêm xéo mà mình tiêm thẳng luôn nhá. Các bạn tiêm đây thì đâm thẳng vào đây luôn, đâm thẳng hết kim luôn và mình cũng đẩy thuốc vào trong. Rồi ok. Tiêm bắp thì mình cũng phải massage cho chó. Im còn rồi, sao. Mình tiêm xong mình massage cho chó nhé. Rồi, chúc các bạn thành công.